Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Theo tàng thư lưu trữ tại Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, một vụ mất tích bí ẩn vào năm 2010 đã được báo cáo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan công an không phát hiện những dấu hiệu cho thấy khả năng đây là vụ án mạng. Bởi vật chứng duy nhất thời điểm đó là chiếc xe máy của nạn nhân được phát hiện dưới mương nước, đối diện với hiện trường phát hiện bộ hài cốt dưới bể nước bỏ hoang tại nhà một người dân xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên. Khi bộ hài cốt được phát hiện, tất cả những gì còn lại của nạn nhân chỉ là một bộ xương khô lặng câm. Mọi hy vọng vỡ òa trong nỗi đau tột cùng của những người thân. Không có nghi phạm, không để lại dấu vết tại hiện trường. Dù đã có sự liên tưởng về một thảm án, song tất cả các manh mối đều rất mờ nhạt. Bể nước nơi phát hiện bộ hài cốt bỏ hoang đã lâu nằm trong khuôn viên khu vườn, rộng hàng trăm mét vuông, không tường rào, cách biệt nơi sinh hoạt của gia đình ông Quy ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Theo kết quả giám định ADN, Công an thành phố Hải Phòng trưng cầu, danh tính của bộ hài cốt phát hiện cách đây ít ngày là của chị Nguyễn TT, sinh năm 1988, trú tại thôn 5, thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên. Theo kết quả giám định, nạn nhân có dấu hiệu bị đánh gây thương tích. Chị T là người phụ nữ giao gas đã mất tích 13 năm trước. Gia đình chị T cho hay đã nhận được tin báo của cơ quan chức năng và rất bàng hoàng về sự việc. Trước khi nhận được hung tin, gia đình chị T cho rằng chị chỉ bỏ đi xa quê chứ không nghĩ chị gặp nạn. Sau khi di hài của chị T được bàn giao, gia đình sẽ tổ chức lễ an táng cho người phụ nữ này. Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang tập trung các hướng điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của chị T. Người thân của chị T cho hay, năm 2006, chị kết hôn cùng anh T là người cùng làng và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Do hai vợ chồng đều chịu khó làm ăn, chị T đi giao ga, anh T làm phụ xe container đường dài nên cuộc sống hai vợ chồng đầm ấm, bình dị. Theo bà Phan Thị Đờ, mẹ chồng nạn nhân, trưa ngày 3 tháng 12 năm 2010, chị T nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao ga. Sau đó, chị T liền đi xe máy, chở ga đến địa điểm giao hàng và từ đó bật vô âm tín. Thời điểm đó, vợ chồng chị T đã ra ở riêng, cách nhà bà Đờ vài bước chân. Do con còn nhỏ nên chị nhờ bà nội chăm sóc mỗi khi đi giao hàng. Hai ngày trước khi chị T mất tích, chồng chị theo xe container của một người cùng làng vào miền Nam giao nhận hàng hóa. Thấy con dâu đi giao ga từ giữa trưa nhưng đến chiều tối không về, điện thoại không liên lạc được, bà D dò hỏi người thân và gia đình thông gia nhưng cũng không có thông tin gì về chị T. Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, ngày 12 tháng 12, Công an thành phố Hải Phòng cho hay đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Nguyễn Thu T, sinh năm 1988, trú tại thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện trên hộp sọ của nạn nhân có vết nứt vỡ do ngoại lực tác động. Cơ quan chức năng đưa ra nhận định nạn nhân đã bị hung thủ sát hại rồi vứt xác vào bể nước phi tang. Sau 13 năm nằm dưới bể nước lạnh giá, bộ hài cốt cuối cùng cũng đã được trả lại danh tính, nhưng hành trình tìm ra sự thật khủng khiếp phía sau mới chỉ bắt đầu. Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, với đặc thù là một tỉnh công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ, quy mô nền kinh tế rất lớn. So với quy mô nền kinh tế thì tình hình an ninh trật tự không phải là phức tạp, nhưng số vụ so với các tỉnh lân cận trong vùng thì Bình Dương lại rất phức tạp, nhất là tội phạm đường phố, tội phạm cố ý gây thương tích và đặc biệt là tội phạm liên quan đến hành vi giết người. Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức hồi đầu tháng 8, Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án mạng phân xác gây xôn xao dư luận thời gian qua. Theo Đại tá Ngô Xuân Phú, Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án mất nhân tính khiến dư luận bức xúc. Chính vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương, đồng thời phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an 62 tỉnh, thành phố và các lực lượng chức năng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Xác minh theo phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để xác định nạn nhân trong vụ án có cư trú tại địa phương hay không. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ, tuy nhiên đến nay chưa có thông tin thêm về vụ án. Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói, trước đó như báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều tối ngày 24 tháng 5, một nhóm trẻ ở khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, trong lúc đi chơi ở bãi đất trống thì phát hiện có một chiếc túi sách du lịch bị cháy xém. Mở ra xem, các em phát hiện bên trong có hai đoạn chân người đã bị cháy, chỉ còn lại bàn chân. Kiểm tra bên trong chiếc túi sách, công an còn phát hiện thêm hai đoạn tay cùng móng tay giả.
Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo khắp cả nước để tìm kiếm lai lịch nạn nhân. Người này là nam giới trưởng thành, cao từ 1,68m đến 1,7m, chết khoảng từ 8 đến 14 ngày trước khi được phát hiện. Kể từ khi người dân phát hiện tứ chi bị cháy xém, được đựng trong một chiếc túi sách màu đỏ tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, thì đến nay vẫn chưa có kết quả, chưa xác định được tung tích nạn nhân. Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo đi cả nước để tìm kiếm lai lịch. Nạn nhân là nam giới, độ tuổi đã trưởng thành, cao từ 1,68 đến 1,7m, chết khoảng từ 8 đến 14 ngày trước khi phát hiện vào ngày 24 tháng 5. Đáng chú ý, hiện trường nơi phát hiện tứ chi là hiện trường phi tang, không phải là hiện trường chính của vụ án mạng. Nạn nhân bị giết ở nơi khác, chưa rõ. Công an tỉnh Bình Dương cũng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động điều tra, tích cực tuyên truyền, vận động người dân hỗ trợ cung cấp các thông tin có liên quan đến vụ án, đồng thời tăng cường lực lượng truy tìm tung tích nạn nhân cũng như các bộ phận khác như đầu, cổ, phần thân để làm rõ vụ án. Nhận định nhiều khả năng, nạn nhân trong vụ án phân xác là người từ địa phương khác, không loại trừ người nước ngoài, không có quốc tịch, đến tỉnh Bình Dương làm việc, sinh sống, có đăng ký hoặc không đăng ký tạm trú, lưu trú. Do đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn rà soát công dân cư trú tại địa bàn mà mất tích từ ngày 16 tháng 5 trở về trước, đến nay chưa rõ đi đâu, làm gì thì báo cáo ngay. Xác minh theo phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để xác định được nạn nhân trong vụ án trên có cư trú tại địa phương mình hay không. Lực lượng thu gom xử lý chất thải, chú ý trong quá trình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn có liên quan đến cơ thể người của nạn nhân bị các đối tượng vứt để phi tang thì cũng nhanh chóng thông báo. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, quá trình điều tra, Công an tỉnh đã huy động toàn lực lượng, rà soát ở các khu dân cư, camera, đối tượng nghi vấn. Đồng thời, phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương, rà soát người nước ngoài đang làm ăn, sinh sống trên địa bàn, xem thời gian qua có ai mất tích hoặc không liên hệ được hay không. Đại tá Chính thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ. Để vụ án sớm được điều tra làm rõ, Công an tỉnh Bình Dương có văn bản kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh biết các thông tin có liên quan đến vụ án, cung cấp cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương để xác minh, làm rõ. Đối với danh tính người trình báo, sẽ được công an bảo mật, đồng thời đề xuất khen thưởng với tin báo hữu ích của các cá nhân, tổ chức giúp khám phá vụ án. Sau gần 3 tháng, Công an tỉnh Bình Dương nhận được hơn 200 tin báo của người dân có những người thân mất liên lạc, trong đó có cả người nước ngoài. Tuy nhiên, qua rà soát, tất cả các trường hợp báo mất liên lạc đều còn sống hoặc không trùng khớp với ADN của nạn nhân. Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang duy trì tìm lai lịch nạn nhân. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.